Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu táp bên mình cho các bạn xem nhé. Đây mình có sẵn hai màu, màu da xám và màu da trắng nhé các bạn. Mẫu táp này là một loại táp nhỏ bên mình nhé, nhỏ xinh nhé, bọc da bên trong là có ngăn gỗ kéo rất chi là dễ dàng tiện lợi nhé các bạn. Đấy. Đây, mình quay cho các bạn xem này. Mình tiện làm hình ảnh thì mình làm video cho các bạn ấy, để các bạn ở xa các bạn không đến xem hàng được thì các bạn có thể trực tiếp vào video clip này các bạn tham khảo hàng hóa cũng như mẫu mã bên mình nhé. Cái này để đồ cũng rất là tiện này các bạn này. Độ hoàn thiện rất chi là sẽ cao nhé. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhé. Mình chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn.